Xin chào các anh chị em và tất cả các bạn đã đến dự ngày vui của tôi hôm nay. Hôm nay không phải là một triển lãm tranh, hôm nay là một lễ cưới của tôi theo một cách đặc biệt của tôi. Và bởi vì lễ cưới này hơi đặc biệt nên tôi có một chút lưu ý cho khách mời đến dự ngày hôm nay. Thứ nhất, để đảm bảo sự tương tác tốt nhất đối với tôi là cô dâu trong lễ cưới thì mọi người vui lòng vào từng nhóm 10 người một. Thứ hai, sự tiết chế ánh sáng ở trong phòng là chủ đích của tôi, cho nên mọi người vui lòng dừng lại 10 giây sau khi bước sau bức rèm để mắt điều tiết quen với cái ánh sáng đã được set up ở trong phòng. Thứ ba, vui lòng không nói chuyện hay gây ồn trong suốt quá trình tham gia buổi lễ. Thứ tư, chụp ảnh, các bạn vui lòng không dùng đèn flash. Và cuối cùng, tôi cũng mong muốn các bạn hãy bày tỏ sự quan tâm và tình cảm đối với tôi là cô dâu trong lễ cưới bằng cách chăm sóc, có thể mời trà, mời rượu, mời thuốc lá hoặc những hành động chăm sóc khác, và vui lòng sẽ nán lại cho đến tận cuối buổi lễ và chúng ta có thể trò chuyện cùng nhau. Xin cảm ơn.